sản xuất 2021 Odo 8000 cây nha quý anh chị. Odo 8000 cây nước sơn zin. Có một cái con xe này rất là hay ha. Đúng một con duy nhất toàn châu Á thôi nha. Và đó là thông tin em Quang biết. Còn nếu em Quang có nói sai thì hãy để lại phần bình luận bên dưới nha. Mời quý anh chị cùng đi theo chân em Quang. Xin kính chúc quý anh chị có một ngày thứ ba thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và mát mẻ nè, thuận buồm xuôi gió trong công việc nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là em Quang Béo đây. Và địa chỉ của em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại, nằm giữa lòng Sài Gòn nha quý anh chị nha. Và bên kia là gara ô tô Hà Nội, thì tất cả các xe bên Quang bán ra sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây luôn. Và nội dung hôm nay Quang sẽ quay cho quý anh chị là những con xe duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị ha. Và ok, để không mất thời gian của quý anh chị nữa thì em Quang mời quý anh chị cùng theo cho em Quang xem những cái con xe duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội. Và em Quang hôm nay là ngày thứ ba, em Quang cũng kính chúc quý anh chị có ngày thứ ba thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nè, và mát mẻ và cũng như là trong công việc thuận buồm xuôi gió nha quý anh chị nha. Rồi thôi thì bây giờ em Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân em Quang đi. Một cái con xe đầu tiên rất là thích hợp cho các chị em phụ nữ để đi chợ nè, để đi đưa đón con rất là ok. Và tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội chỉ có duy nhất một con thôi. Quý chị đang nghĩ con Camry, nhưng mà không phải, cái con này em Quang sẽ quay sau. Tại vì con này không thích hợp để đi chợ, không đi đưa đón con nha quý anh chị ha. Đây, con xe đầu tiên. Và em Quang chỉ còn duy nhất một con duy nhất thôi, Mazda 3 bản hatchback sản xuất 2016. Con này Odo 64.000 cây nhưng mà chiếc xe cứ như 46.000 cây nha quý anh chị. Một cái con xe màu xanh rất là đẹp. Con xe này thì em Quang cũng đã lên sóng rất là nhiều lần rồi. Thì nếu mà được thì quý anh chị có thể xem lại những video trước đó em Quang quay chi tiết con xe này. Và em Quang sẽ nói nhanh con xe này ha. Con này là bản Mazda 3 1.5 hatchback sản xuất 2016 Odo 64.000 cây. Nhưng mà chiếc xe cứ như 46.000 cây và đang được bên Quang chào bán với mức giá là 445 triệu, bớt cho quý anh chị lên tới 15 triệu là còn 430 triệu nha quý anh chị nha. Đó, một cái ngoài ra quý anh chị mà đến xem xe em Quang sẽ còn một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị nữa. Một con xe rất là đẹp ha, rất là thích hợp cho các chị em phụ nữ đi đưa đón con nè, đi chợ rất là ok. Bánh sơ cua là chưa hạ luôn. Đó, một con xe đó, đến từ Nhật Bản nha quý anh chị ha. Rồi, một con xe tiếp theo em Quang lại mang tới cho quý anh chị. Một con xe cũng duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội, mà không kể duy nhất nha, mà trên thị trường cũng là duy nhất luôn. Nếu như mà quý anh chị nghiên cứu thử đi, trên thị trường thì không có con nào mà có cái mức Odo y chang con này đâu. Đó chính là Toyota Camry sản xuất 2019 nha quý anh chị nha. Quý anh chị đừng sắp vào những con 2020, 2021 nha. Con này là 19, Odo 25.000 cây. Và em Quang cam kết đây là Odo chuẩn luôn. Bản này là bản 2.5W và cũng là con xe duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội bên em Quang. Con này là bản 2.5W, máy xăng số tự động, đang được bên Quang chào bán với mức giá là 918 triệu Odo 25.000 cây thôi. Bản 2.5W là JBL đồ, chạy rất là ngon. Đó, con này thì quý anh chị cứ lên mạng tham khảo thử đi. Trên thị trường không có cái con nào mà Odo y chang con này luôn. Nước sơn zin 99.99%, 3 đợt sóc liền làng hết nha quý anh chị ha. Đó, nước sơn rất là đẹp. Rồi, xin nhắc lại, con này đang được bên Quang chào bán với mức giá là 918 triệu nha quý anh chị nha. Và đây là chỉ có một con duy nhất tại showroom thôi. Rồi, con này là Toyota Camry nha, 2.5W sản xuất 2019 nha quý anh chị. Máy xăng số tự động nha, chạy rất là ngon. Có hút kính, có loa JBL đồ luôn. Rồi, một cái con xe tiếp theo Quang mang tới cho quý anh chị. Một con xe đến từ nước Đức, BMW Z4. Không chỉ riêng siêu thị ô tô Hà Nội nha, mà kể cả trên thị trường cái con này rất là hiếm nha quý anh chị ha. Con này thì Odo chỉ mới có 5 vạn thôi. Sản xuất 2011, form 2012 nha quý anh chị. Được chủ người ta lên rất là nhiều đồ chơi luôn. Con xe này thì hiện tại là em Quang, sếp Quang chưa có cho giá bán, tại con xe này đang còn là sếp đi ha. Nhưng mà sẽ sớm cập nhật giá nếu như mà có giá cho quý anh chị nha. Một con BMW Z4 rất là đẹp, bản mui trần. Con xe này thì cũng đã đồng hành với lại Quang, với lại cũng như là cameraman trong một cái video hôm ngày chủ nhật nha quý anh chị. Đó, một cái con xe rất là đẹp. Đó, bản Z4, quá đẹp ha, quá là bề thế luôn.
một con duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội và không có con thứ hai nha. Nội thất da nắp ba đồ rất là ok. Rồi, kế đây, một con xe đến từ Hàn Quốc, một con xe logo KN. À không, đây là Kia nha quý anh chị, Kia nha. Con này là Kia K5 bản GT Line sản xuất 2022 và đang được bên em quan chào bán với mức giá là 975 triệu, bớt cho quý anh chị còn 935 triệu nha. Odo 14.000 cây, màu trắng rất là đẹp. Con xe này máy 2.5, số tự động, máy xăng. Con này là dòng sedan phân khúc D cạnh tranh với lại Camry. Nhưng mà nếu như mà để quý anh chị mà chạy mà sang trọng thì nên lựa chọn Camry. Còn nếu mà chạy thiên về thể thao, công nghệ nhiều, option nhiều thì đây là một trong những sự chọn hợp lý cho quý anh chị. Khi con xe có cả cửa sổ trời panorama nè, bên trong thì là quá nhiều tính năng, quá nhiều tiện nghi ở bên trong luôn nha quý anh chị ha. Cực kỳ nhiều luôn, sấy ghế, sửa ghế, hút kính đồ, loa cũng là loa đồ chơi nè, nội thất màu đỏ nè, rất là đẹp. Con xe này thì nước sơn zin còn 99.99%, một cái con xe rất là đẹp, Odo 14.000 cây, bánh sơ cua chưa hạ, đồ nghề đầy đủ hết luôn. Và tất cả cái con xe nãy giờ em quay cho quý anh chị là những cái con xe mà em quay nói thiệt là sẽ cam kết cho quý anh chị. Những cái con xe nói riêng và tất cả cái xe đây nói chung, cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng và không ngập nước, động cơ số nguyên zin, bảo hành cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây nha quý anh chị nha. Và về phụ tùng phụ kiện thì em quay cũng xin nhắc lại nha. Phụ tùng phụ kiện nè, bánh sơ cua nè, nếu con xe đó có là luôn luôn đầy đủ hết. Và tất cả các xe sẽ luôn luôn đầy đủ hai chìa khóa cho quý anh chị. Rồi, ok. Con xe tiếp theo quay mang tới cho quý anh chị là một con con này mình có mấy con ta? Con này như em cũng chỉ có một con duy nhất thôi. Honda City bản CVT 1.5 máy xăng số tự động. Con này mới chuẩn là số tự động luôn. Số này nó là số như là con tay ga ở nhà của mình á. Bản CVT mà chạy rất là êm ái nha. Đang được bên quan chào bán với mức giá là 445 triệu thôi. Và đang được bên quan con này Odo là 32.000 cây nha quý anh chị nha. Đó, màu đỏ rất là đẹp và con xe cũng đã được chủ người ta lên khá nhiều đồ chơi như là body kit nè quý anh chị. Con xe này quay cũng đã quay rất là nhiều rồi. Có cả đèn viền, có một cái spoiler đằng sau rất là to. Đồ nghề bánh sơ cua đầy đủ hết nha. Dán phim cách nhiệt, đồ đèn gầm, đồ đồ chơi rất nhiều ha. Rồi quay sẽ nhắc lại con này là Honda City CVT sản xuất 2020 1.5 Odo 32.000 cây và đang được bên quay chào bán với mức giá là 445 triệu nha quý anh chị nha. Bớt cho quý anh chị 5 triệu là còn 440 triệu thôi. Một cái mức giá khá là đẹp ha. Rồi ok, quay lại tiếp tục mời comment quanh đây nha. Lại tiếp tục một con xe đến từ nước Đức. Một con BMW 320 sản xuất 2016. Và những cái con xe nãy giờ quay cho quý anh chị là những cái con xe mà chỉ có duy nhất, một con duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội thôi. Nên quý anh chị cứ ưng con nào thì nhanh chân đến ngay, để mất công mình lỡ mất cái con xe ha quý anh chị ha. Rồi con này là BMW 320 sản xuất 2016, máy B48 nha. Con này nó sẽ có hai dòng máy, máy N20 với máy B48. Máy B48 là máy mới nha quý anh chị nha. Odo 88.000 cây, một cái con xe 26. Odo 88.000 cây thì mỗi năm chạy chỉ loanh quanh đâu đó 10.000 thôi. Con này hiện tại đang được bên quan chào bán với mức giá là 795 triệu nha quý anh chị ha. Máy xăng số tự động 2.0 nè, được chủ người ta lên 4 cái mâm hết 120 triệu tiền đồ chơi. Rồi, một cái con xe cũng lại tiếp tục một cái con đến từ Hàn Quốc. Nếu như mà nói cái con này mà đúng là nó sẽ là đàn anh của cái con Kia K5 kia, con này cũng là Kia luôn. Nhưng mà con này là Kia Optima. Nhưng mà hai cái tên khác nhau thì hôm nay cũng sắp nó là một cái con xe duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội nha. Con này là một con xe phân khúc D, giá phân khúc C tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội. Và đó là một trong những cái lợi thế của con xe này. Khi mà quý anh chị bỏ ra với một cái mức giá 648 triệu để sở hữu một con xe phân khúc D, trong khi đó 648 triệu quý anh chị có thể mua xe mới được những cái con Mazda 3, Kia Cerato rồi, phân khúc C làm sao mà chạy sướng vào những con này đúng không quý anh chị? Rồi em quay xin nói thông tin con này ha. Kia Optima sản xuất 2021 bản Luxury. Odo con này chỉ mới có 29.000 cây và đang được bên quan chào bán với mức giá là 648 triệu. Máy xăng số tự động 2.0 nha quý anh chị. Đó, một cái con xe màu trắng rất là đẹp luôn. Bản Luxury nha. Đồ chơi thì cũng khá là miên man ha. Rồi, kế đây là một con xe. Nãy giờ em quay đưa cho quý anh chị đi Đức rồi nè, đi Pháp, Nhật rồi nè, đi Hàn Quốc rồi nè. Bây giờ em quay sẽ cho quý anh chị đi nước Pháp. Một con xe cũng là duy nhất luôn. Duy nhất ha.
Peugeot 2008 tại siêu thị ô tô Hà Nội, duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội, Peugeot 2008. À, bản GT Line sản xuất 2021 và đang được bên quan chào bán với mức giá là 715 triệu. Bánh sơ cua chưa hạ ha, odo 18.000 cây, rất là đẹp, ba đờ sóc liền làng hết nha quý anh chị nha. Đó, một con xe quá đẹp luôn. Chỉ với giá 715 triệu và đây cũng là một trong những mẫu hatchback cỡ lớn, chạy cực kỳ tiết kiệm xăng khi xe được sở hữu máy 1.2 chỉ có 5.9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Đó rất là ok ha. Rồi con này thì em quan có nhiều, tại quan sẽ không quay con này ha. Để quan xem rồi, ok mời cameraman vào bên trong đi. Hai cái con xe này thì em quan vẫn còn nhiều. Đây. Em quay chỉ quay những cái con xe duy nhất ngày hôm nay thôi. Đây là một dàn Peugeot. Đây là có 3 con là không phải là duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội nha. Rồi đây. Em quan cách đây 3 ngày là em quan có hai con túc sinh. Nhưng mà đã bán hết một con máy dầu rồi nha quý anh chị. Quý anh chị nếu mà đã theo dõi quan từ lâu là sẽ biết có một con máy dầu màu trắng. Con đó hiện quan cũng đã bán rồi. Thì bây giờ quan sẽ về cho quý anh chị là một con Hyundai Tucson 1.6 Turbo sản xuất 2019. Và đây là facelift all new nha quý anh chị. Đây, mặt ga lăng mới, đèn mới ha. Bản 1.6 Turbo là bản máy xăng cao cấp nhất rồi. Con này thì là đang được bên quan chào bán với mức giá là 788 triệu. Bớt cho quý anh chị còn 748 triệu. Odo con này chỉ mới có 40 mấy ngàn cây thôi. Máy xăng số tự động 1.6 Turbo chạy rất là sướng, rất là ngon luôn. Và con này thì em cũng đã quay cho anh chị xem rất nhiều rồi. Quý anh chị có thể xem chi tiết ở những video trước đó ha. Con này thì nội thất rất là đẹp, rất là ok. Rồi, con xe tiếp theo quay mang tới cho quý anh chị đi. Đây, một con xe rất là thích hợp cho các chị em phụ nữ mà quý chị nha. Đây, một cái con xe rất là thích hợp cho các anh em ha. Anh em mà mua về để kinh doanh vận tải nè, hay là một cái con 7 chỗ mà giá thành rẻ, thì đây cũng là một trong những sự chọn hợp lý. Khi con xe này giá chỉ đâu đó 525 triệu hay nha quý anh chị ha. Sản xuất 2020, số tự động luôn, máy 1.5, hộp số 4 cấp, xe được sở hữu đèn led nha quý anh chị, form mới, form đèn led nha. Đó, rất là đẹp. Màu đen đồ, đó màu đen thì là quá là sang trọng rồi. Đó, mâm lớp thì rất là sâu. Con này thì cũng vừa mới lên showroom mới cách đây mấy ngày thôi. Rồi ok, quan xin đọc thông tin con này ha. Mitsubishi Expander sản xuất 2020. Odo Odo là em quan nhớ là khoảng 4 vạn. Đây từ bên quan chào bán với mức giá là 525 triệu ha, máy xăng số tự động 4 cấp nha, form đèn led rất là đẹp. Rồi để em quan xem coi. Đây, cũng là một con duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội. Hyundai Santa Fe máy xăng cao cấp, không chỉ duy nhất mà còn gọi là đẳng cấp nhất trên thị trường luôn. Không phải đẳng cấp nhất nha, đừng nói nhất, tại vì có những con xe đẹp hơn mình không thể nói trước được. Đẳng cấp nhì thôi, đẳng cấp nhì thị trường thôi nha. Odo 8.000 cây nha quý anh chị, Odo 8.000 cây nước sơn zin 99.99% nha quý anh chị ha. Bản này là bản máy xăng premium, máy 2.4. Đó, chạy rất là ngon. Bản cao cấp, sản xuất 2021 và đây được bên quan chào bán với mức giá là chưa tới 1 tỷ luôn, chỉ có 965 triệu thôi nha quý anh chị ha. Một cái con xe rất là đẹp, nước sơn zin nè, đó quá đẹp luôn, không cần phải bàn cãi. Xe cũng được mang biển số thành phố luôn. Đó, bánh sơ cua đồ nghề chưa hạ hết ha. Khi mà quý anh chị mua con xe này sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển khi sang tên về thành phố cũng như là Hà Nội nha quý anh chị ha. Rồi để em quay kế đó đi. Kế đó là con gì? Và em quay xin một lần nữa nhắc lại, đây là Hyundai Santa Fe máy xăng bản premium 2021, Odo 8.000 cây và đang được bên quan chào bán với mức giá là 965 triệu nha quý anh chị ha. Đó, một cái mức giá khá là dễ dàng tiếp cận. Và đây cũng là một trong những sự lựa chọn hợp lý cho các anh em cầm tài chính 1 tỷ mua một con xe 7 chỗ gia đình. Đây, một con xe chạy rất là ngon, máy xăng chạy rất là êm, rất là đỡ hôi ha. Rồi, ok, mời quý anh chị cùng qua bên đây. Đây thì là một con Kia Carnival. Đây, quay sẽ cho quý anh chị xem con này đi. Một con duy nhất, một con duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội. Đây là Hyundai Kona sản xuất 2020 bản tiêu chuẩn nha quý anh chị ha. Giá thì chỉ có đâu đó là 505 triệu thôi. Ngang ngửa một con Morning i10 bản full. Nhưng mà quý anh chị bỏ cái số tiền ra để mua một con i10 Morning bản full thì nó hơi bị uổng đúng không quý anh chị. Bỏ ra 505 triệu quý anh chị sở hữu một con xe gầm cao to bự nè, bề ngang cũng khá là rộng rãi khi con xe này có cái bề ngang cũng to hơn con xe Tốt ha. Đó, chạy rất là ngon, đầm chắc, máy 2.0 nữa.
mà mức độ tiêu hao nhiên liệu chỉ có tầm khoảng 6, em quay nhớ là khoảng 6.9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Odo 38.000 cây không khác gì một cái con xe, nói chung là chạy nhiều cũng nhiều mà ít thì nó cũng ít chứ quý anh chị. 38.000 cây mà 2020 là rất là ít, người ta đi đâu nhiều đâu. Nước sơn màu đen nè, ba đờ sóc liền lạc hết luôn đó, quá đẹp luôn. Con này thì dòm cái xe rất là bề thế ha, phơm đèn đồ này nọ, dòm cái xe rất là cứng cáp luôn. Đây là bản 2.0 tiêu chuẩn và đang được bên quan chào bán với mức giá là 505 triệu ha, đã được chủ người ta lên bộ ghế da ngồi rất là thoáng mát, có cả màn hình luôn nha quý anh chị ha, đầy đủ hết mọi tính năng, camera hành trình luôn. Rồi ok, quay lại tiếp tục mời quý anh chị ra đằng sau đi. Con này thì em quay có nhiều mà sẽ không quay ha, Sonto quay cũng có nhiều, còn Range Rover quay cũng đang có hai con nên quay cũng sẽ không quay. Đây mời quý anh chị cùng ra đằng sau đây, một trong những đối thủ cạnh tranh với lại Toyota Fortuner đó chính là Nissan Terra. Nhưng mà Nissan Terra này giá rất là rẻ nha quý anh chị. Tại vì sao? Tại con này là nó là máy dầu số sàn ha, máy dầu số sàn, sản xuất 2019 và đang được bên quan chào bán với một cái mức giá khá là dễ dàng tiếp cận luôn. Con này thì hiện tại em đang bán với một cái mức giá chỉ có 645 triệu thôi quý anh chị. À, bản này là bản 7 chỗ ha, máy dầu số sàn 7 chỗ gầm cao đó, nhập Thái Lan nguyên một con luôn. Và đây cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh với lại Fortuner máy dầu số sàn. Trong khi đó quý anh chị bỏ ra một cái số tiền cao hơn 100 triệu để sở hữu một con Toyota Fortuner máy dầu số sàn, thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn hợp lý khi mà con xe chạy cũng rất là đầm chắc và cách âm cũng rất là ok ha. Nissan đồ đó cũng là đến từ Nhật Bản mà quý anh chị, chỉ là do là Nissan mình là người dân mình ít biết tới thôi, chứ Nissan chạy khá là ngon nha. Đặc biệt là đối với cái dòng Nissan này, người ta làm siêu xe rất là nhiều. Quý anh chị để ý những con Nissan GT-R, Nissan R34 Skyline là những cái con mà gọi là huyền thoại nha quý anh chị ha. Là chỉ làm ra xe huyền thoại thôi, làm ra là chỉ dùng để đua thôi nha quý anh chị. Đó hãng Nissan nha. Và con xe này cũng được mang biển số thành phố nè, 51H12938. Nhất mãi vĩnh cửu, tài khoát nha quý anh chị ha, một cái biển số khá là đẹp luôn. Con này thì Odo chỉ mới có đâu đó là khoảng 5 vạn thôi, 50.000 cây thôi nha. Rồi, với mức giá 645 triệu, Nissan Terra máy dầu số sàn 2019 Odo 5 vạn là một trong những sự chọn hợp lý cho quý anh chị ha. Khi mà quý anh chị đang nghiên cứu một cái con xe trong tầm giá 650 triệu như là Mazda 3, Kia Cerato hay là những cái con nào vân vân may may nha quý anh chị ha. Đó. Rồi, con này thì quay cũng đã có hai con rồi mà cũng sẽ không quay. VinFast, một con xe VinFast, em quay hay nói vui là BMW Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì xe được sở hữu khung sườn của nhà sản xuất riêng cho BMW, bộ máy của chung với lại BMW luôn. Máy này là máy N20 nha quý anh chị, khung sườn BMW X5, chạy rất là đầm chắc, rất là sướng và cũng chỉ là một con duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội thôi. Con này là VinFast lớp SA bản bay nha quý anh chị ha, bản bay, bản tiêu chuẩn nhất. Nhưng mà đã được chủ người ta lên hơn 200 triệu tiền đồ chơi nha. Có cả cúp điện, màn hình cam 360 độ, đèn vi nội thất, camera hành trình đầy đủ hết luôn, không thiếu một tính năng gì ha. Con này thì sản xuất 2022 mà em quay nói cái Odo là quý anh chị không tin luôn. Odo chỉ mới có 4.000 cây thôi, 4.000 cây nha quý anh chị. Chưa Rodai, chưa được một nửa đường của Rodai nữa. 4.000 cây không khác một con xe mới. Nước sơn zin 99.99% ha. Con này thì hiện tại đang được bên quan chào bán với mức giá là 886 triệu nhưng mà sẽ còn một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị luôn. Khi mà quý anh chị đến để sở hữu con xe này ha, con xe này hiện sẽ có mức giá giảm giá xả cho quý anh chị ha. Rồi ok, chắc là em quay mời quý anh chị qua bên đây đi để quan xem coi. Kia Carnival quay đang có 2 xe, Serena quay cũng đang có 2 xe, Carnival quay có tận 3-4 xe luôn nha. Carnival Serena là một trong những best seller tại siêu thị ô tô Hà Nội, về con nào bán con đó nên em quay về rất là nhiều ha. Rồi đây lại tiếp tục một con xe đến từ hãng Nissan tiếp, nhưng mà đây không phải là Nissan Terra, đây là cũng là A luôn, nhưng mà đây là Nissan Navara nha quý anh chị ha. Con này là sản xuất 2020 máy dầu số tự động một cầu, Odo 61.000 cây, đằng sau thì đã được chủ người ta lên nắp thùng rồi, rất là đẹp luôn đó, rất là ok. Nắp thùng này nắp thùng xịn nha, bản L nha quý chị, bản L nha. Đó, Navara có camera lùi nè, đầy đủ hết luôn. Đó, xe mang biển số thành phố nhưng mà đối với bán tải thì mang biển số thành phố thì nó cũng rất là bình thường thôi. Giờ đằng sau rất là liền lạc và rất là cứng cáp ha. Đó. Odo thì chỉ mới có 5 vạn thôi nha quý chị. Odo 61.000 cây ha.
và đang được bên quan chào bán với một cái mức giá cũng xem như con Kona kia thôi. Giá chỉ có 505 triệu thôi nha. Đó, chỉ có 505 triệu thôi khi mà quý anh chị sở hữu được một con xe gầm cao to bự nè. Đó, máy thoáng nè, chạy rất là sướng luôn. Ban lề thoải mái luôn và đặc biệt rất là thích hợp cho các chị cho các anh em đi off-road ha. Rất là ok, lên đồ chơi cũng đồ chơi của bán tải thì quá nhiều rồi, quý anh chị không cần phải bàn cãi ha. Máy dầu số tự động một cầu, nhập Thái Lan nguyên con Nissan Navara. Đây được quan chào bán với mức giá là 505 triệu, Odo 61.000 cây ha. Màu trắng tinh, rất là đẹp. Rồi, ở đây thì là một con xe cũng duy nhất. Hôm nay qua chỉ quay những cái con xe mà duy nhất, một con duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội thôi. Con này là Mitsubishi Pajero máy dầu bản full nhập Thái Lan nguyên con và đây là bản cao cấp nhất máy dầu 2 cầu. Odo chỉ mới có 4 vạn thôi. Con xe này tuy là biển số vàng nhưng mà chiếc xe không hề vàng ha. Quý anh chị có thể lên để xem nội thất của xe, nội thất thì quan cam kết với quý anh chị. Không như là biển số vàng đâu, giờ rất là đẹp luôn. Ba đờ sóc liền lạc nào, quan trọng là chỉ cần nói cái này thôi là quý anh chị đã thấy nè. Con xe khá là đẹp. Và con xe này Odo chỉ mới có 4 vạn và đang được bên em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 035 triệu ha. Và đây cũng là một trong những cái con xe mà rất là được các cơ quan chức năng giao thông sử dụng rất là nhiều ha. Rồi ok, quay xin nhắc lại đây là Mitsubishi Pajero máy dầu bản full sản xuất 2021 bản 2 cầu nhập Thái Lan Odo 4 vạn và đây được bên quan trọng bán với mức giá là 1 tỷ 035 triệu nha quý anh chị ha. Rồi ok, về em quay xin nhắc lại sơ sơ một tí đi. Những cái đồ nghề này, bánh sô cô là cam kết cho quý anh chị đầy đủ hết ha. Nếu như những cái con xe này có luôn luôn đầy đủ hai chìa khóa luôn và cam kết tất cả các xe ở đây là Odo chuẩn nè, không tai nạn nè, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Còn những cái con xe nào mà em quay mua của lái hay là của cò lái á thì nếu mà đồng hồ nó không chuẩn hay là cửa nó có bị những cái sùng chỉ nhỏ nhưng mà nó không ảnh hưởng tới lại khung sườn á thì em quay sẽ luôn luôn nói thẳng với khách hàng luôn, không giấu giếm gì hết nha. Quan trọng là cái giá nó sẽ rẻ hơn thị trường, người ta được thì người ta mua thôi nha quý anh chị ha. Nên quý anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe bên em quay nha. Quan trọng là mình bán cái uy tín của mình chứ mình không phải là bán cái xe không rồi để sau này khách hàng người ta quay lại người ta khiếu nại mình nha quý anh chị. Đó, bán cái xe là mình phải có trách nhiệm với một cái con xe khi mà mình bán ra ha. Đó, đó là khi mà quý anh chị tin tưởng vào showroom siêu thị ô tô Hà Nội nha. Rồi ok, con xe tiếp theo quay mang tới cho quý anh chị là một con xe đến từ Nhật Bản. Một con xe quý anh chị có thể đoán được đây là logo của hãng nào không? Quý anh chị có tên em quay nói đây là của logo của Honda không? Nó đúng là của Honda đó, nhưng mà Honda này là Honda cao cấp. Đây là Acura nha quý anh chị. Giống như là Toyota với Lexus đó quý anh chị, con này là Acura ha. Đó, con này là Acura MDX Sport máy 3.7 bản 2 cầu sản xuất 2008 và con xe này em quay sẽ có bảo hành cho quý anh chị luôn. Nên quý anh chị cứ yên tâm mà mua con xe này về sở hữu, sử dụng, chạy thoải mái ha. Con này quý anh chị chỉ cần bỏ ra một cái mức giá chỉ có 445 triệu thôi, 445 triệu nha. Ngang ngửa một con i10 Morning bản giữa của bản full thôi. Đó, bản giữa thôi. Đó. Con này quá là ngon, chạy rất là đầm, rất là chắc luôn. Con xe này thì là 2008 và như những video trước em cũng đã nói rồi thì mình đã lỡ nói luôn cái ngân hàng luôn. Những cái con xe mà từ 2017 đổ lên em quay sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu khoảng 12.5. Rồi để em quay, quý chị chỉ cần cam kết với em quay một điều thôi là không bị nợ xấu, còn lại là em quay sẽ lo hết cho quý anh chị sang ba tỉnh thành ha. Nên là cái con xe này em quay sẽ không còn hỗ trợ ngân hàng nữa nha quý anh chị ha. Xe 2008 giá chỉ có 445 triệu thôi. Máy 3.7 MDX Sport đó, bản 2 cầu rất là ngon luôn. Rồi ok, quay lại tiếp tục mời quý anh chị ra đằng sau đi. À, có một cái con xe này rất là hay ha. Đúng một con duy nhất toàn châu Á thôi nha. Và đó là thông tin em Quang biết. Còn nếu em Quang có nói sai thì hãy để lại phần bình luận bên dưới nha. Mời quý anh chị cùng đi theo chân em Quang xem cái con xe này nha. Một con xe duy nhất tại châu Á và đã xuất hiện trong một bộ phim. Quý anh chị xem con xe này chắc quý vị cũng biết bộ phim đó là bộ phim gì, khi mà quý anh chị là một trong những fan chân chính của Ngọc Trinh nha. Đây, một con BMW DC. Đó, con này thì em quay nhớ là sinh năm 1927 nha quý anh chị, 1932 hay 1927 gì đó. Và đây là một trong những cái con xe gọi là mẫu xe đầu tiên của nhà BMW luôn. Rất là đẹp ha.
Bộ đề là bộ đề quay nha quý anh chị ha, và đã từng xuất hiện trong bộ phim Chị Em 2 nha quý anh chị, một cái con xe duy nhất toàn châu Á nha, không có con thứ hai trong châu Á mình luôn đó. Và đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 ha, em quay chỉ để chân thôi nè, đó dằn dây lại, và con xe này vẫn còn hoạt động bình thường ha, vẫn còn hoạt động bình thường luôn. Rồi chắc là cho camera quay sơ phần nội thất đi. Đây cho quý anh chị xem một cái con xe vintage ngày xưa người ta làm nội thất như thế nào. Đó quý anh chị có thể dòm thấy từ ghế da cho đến mọi thứ người ta làm rất là tỉ mỉ, rất là đẹp ha. Đó. Tuy là nó thô sơ nhưng mà thô sơ hay một cái cách gọi là nếu thời điểm nó khá là sang trọng nha quý anh chị ha. Có cả cửa sổ trời panorama luôn. Đó. Cửa sổ trời panorama nè, sàn nỉ nè, ghế da đầy đủ hết, da cao cấp luôn. Lớp thì là lớp này em ơi, không biết gọi là lớp gì nhưng mà mâm là không phải là mâm nha, đây là bánh căm nha quý anh chị, bánh căm. Rồi, đó là hiện tại là nếu quý anh chị mà đang có quan tâm cái con xe này, muốn check in chung với con xe này cũng như là một dàn xe cổ đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội đây, thì cứ đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội, địa chỉ 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, để được các bạn tư vấn cho quý anh chị và các bạn những cái thông tin xe cổ này ha. Đây Ford Mustang nè, rồi một cái con Orland nè, đó một con Nissan Virata nè quý anh chị. Toàn là những cái con xe cổ rồi, toàn là những cái con xe cổ thôi nha. Đó, Ford Mustang 1964, một trong những mẫu xe, một trong những con xe Mustang đầu tiên được sản xuất ra khỏi xưởng ha. Đó, màu đỏ rất là đẹp, động cơ V8 đồ. Rồi, ok. Thì chắc là em cũng xin tiếp tục với cái chương trình đi. Chỉ còn có vài xe nữa thôi thì giờ chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Đây, một con Honda CR-V. À, xin nhắc lại ha, địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến và để trải nghiệm những cái con xe cổ ở đây nha quý anh chị nha. Rồi, đây là Honda CR-V, máy là bảng L, máy 1.5 turbo, bảng cao cấp nhất, sản xuất 2019. Nhập Thái Lan và đây được bên quan chào bán với mức giá là 835 triệu. Con xe này Odo thì chỉ mới có 5 vạn, 4 vạn, 5 vạn thôi. Đó một cái con xe rất là đẹp ha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của con này chỉ có 6.9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Và đây là một trong những con 7 chỗ tiết kiệm xăng nhất trong phân khúc nha quý anh chị nha. Trong phân khúc của nó nha, chứ quý anh chị đừng so với những con 7 chỗ như là Xpander hay là XL7 nha. Rồi, thôi em quay lại tiếp tục mời quý anh chị cùng ra đằng sau đi. Và con xe cuối cùng của video ngày hôm nay, Mệt 560SL nè quý anh chị. Toàn Việt Nam chỉ có 2 con thôi. Toàn Việt Nam chỉ có 2 con và 2 con đều đang sở hữu của bên showroom siêu thị ô tô Hà Nội. Nhưng mà hiện tại thì một con em quay đang để triển lãm ở ngoài Bắc và một con em quay đang để ở đây ha. Rồi, đây con xe cuối cùng trong ngày hôm nay. Isuzu Mu-X sản xuất 2019, máy dầu số tự động một cầu, nhập Thái Lan nguyên một con luôn, Odo 62.000 cây và đang được bên quan chào bán với một cái mức giá cũng khá là dễ dàng tiếp cận, giá chỉ có 715 triệu thôi nha quý anh chị ha. Máy dầu số tự động nha, đó chạy rất là ngon, rất là đầm và rất là chắc luôn, có cả màn hình ở bên trong nữa nha quý anh chị, màn hình DVD đồ rất là ok. Rồi ở đây thì là một con Toyota MR2 bản Spider thôi, cũng là một con duy nhất tại siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị ha. Đó MR2, đây là một trong những con xe đua mà rất là được nhiều anh em Nhật Bản ưa chuộng ha. Rồi ở trên đây thì là một con MGB đó, rất là đẹp, và đây là MG xịn nha, chứ không phải là MG của lắp ráp Trung Quốc nha quý anh chị, không phải là MG lắp ráp Trung Quốc nha, đây là MG xịn được lắp ráp từ Anh Quốc đó, rất là đẹp. Rồi và đó là toàn bộ tất cả các xe hiện tại mình đang có một con duy nhất tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội thôi. Nếu quý anh chị mà đang có nhu cầu quan tâm một cái con xe nào thì hãy để lại thông tin bên dưới. Em Quang sẽ, nếu có xe em Quang sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị ha. Hoặc là quý anh chị có thể liên hệ đến số hotline 0813700900 để được các bạn tư vấn, gửi thêm thông tin cho quý anh chị luôn. Rồi hiện tại là bên Quang chỗ trống đang còn rất là nhiều, kể cả bên gara ô tô Hà Nội. Thì quý anh chị đang có nhu cầu bán hoặc là đổi xe cứ liên hệ ngay cho em Quang. Em Quang sẽ có một cái mức giá cạnh tranh nhất cho quý anh chị nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã xem hết với em Quang hết video ngày hôm nay. Thì chắc thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, thì hôm nay là một lần nữa thứ ba. Xin kính chúc quý anh chị có một ngày thứ ba thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và mát mẻ nè, thuận buồm xuôi gió trong công việc nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Nếu quý anh chị thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và ok, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video
khám phá và nghe giá tiếp theo. Bye bye.